Việt Nam năm 2020. Chúng ta hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của ông Nguyễn Minh Thắng, quản lý thương hiệu ngọc trai Longfish, nhà tài trợ trang sức và phương tiện. Đúng rồi. Trên lên chiếu Hà với cánh. Trên lên. Đúng rồi. Hôm nay thưa hội chúng ta xuất hiện trên một thảm đỏ và vẫn như mọi khi thu hút sự quan tâm. Và bây giờ đây chúng ta hãy cùng chờ đón ông Nguyễn Thắng đỏ. Kiều Loan, top 10 Miss Grand International năm 2019, Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2019. Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay xuất hiện trên thảm đỏ tiếp tục là